Nhìn vào hình 1, chúng ta thấy rằng cụm quân lớn nhất của Nga lại tập trung ở Crimea. Cụm quân này có quân số lớn từ gấp rưỡi tới gấp đôi các cụm quân khác và được hỗ trợ hỏa lực bởi hạm đội Biển Đen. Các đơn vị Nga đóng tại Crimea cũng là các đơn vị thiện chiến nhất và đã thường xuyên trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu từ năm 2014. Khác với các cụm quân khác được triển khai từ nội địa ra gần biên giới dưới hình thức tập trận, cụm quân Crimea xuất phát trực tiếp từ vùng bán đảo đã được bố phòng như một pháo đài từ năm 2014 và tiến thẳng vào đất Ukraine. Việc hạm đội Biển Đen áp sát Odessa đánh chìm và hỏng gần như toàn bộ số tàu chiến của Hải quân Ukraine và phong tỏa đường biển đối với quốc gia này đã tạo ra một sức ép lớn đối với cụm quân ở Ukraine và ở phía Nam và buộc họ phải duy trì một phần đáng kể lực lượng để chống một cuộc đổ bộ đường biển, một cuộc đổ bộ không hề có thật. Điều này đã khiến cho cụm quân Crimea của Nga nhanh chóng vượt qua tuyến phòng thủ mà Ukraine đã xây dựng trong 8 năm để cô lập Crimea. Chúng ta thường nghe tới tuyến kiểm soát của Ukraine đối với khu vực Donbass. Đây là một giải chiến tuyến được xây dựng trong 8 năm bao vây vùng ly khai Donbass với các hệ thống cứ điểm được xây dựng và gia cố vững chắc. Thế nhưng chúng ta ít nghe tới tuyến phòng thủ mà Ukraine xây dựng để cô lập Crimea. Ngay sau khi Nga chiếm được Crimea và sáp nhập vùng này, thì Ukraine đã tiến hành xây dựng một phòng tuyến để cản bước tiến của quân Nga nếu như chiến tranh xảy ra. Ngay từ trước năm 2014, thì Sevastopol lúc đó vẫn thuộc Ukraine và vẫn là căn cứ quân sự mạnh nhất của Nga ở phía Nam. Các binh lính Nga ở khu vực này cũng được huấn luyện và có tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Việc chiếm Crimea năm 2014 mà không phải đổ máu là minh chứng rõ nhất cho trình độ của các đơn vị Nga ở đây. Sau khi chiếm Crimea, Nga đã biến bán đảo này thành một pháo đài không chỉ để chống lại các cuộc tấn công từ Ukraine mà nhắm tới việc chống trả các cuộc thâm nhập có thể của NATO. Chúng ta còn nhớ là ngay vào thời điểm Nga chiếm Crimea, tàu chiến của Hải quân Mỹ lần đầu tiên đã từ Địa Trung Hải tiến vào Biển Đen và áp sát Sevastopol. Điều này đã dẫn tới một cuộc đối đầu giữa một bên là Hải quân Nga và một bên là tàu chiến Mỹ. Sự việc lên tới đỉnh cao khi các đơn vị tên lửa đối hải của Nga được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu và máy bay Nga lấy tàu chiến Mỹ làm mục tiêu cho việc tập bổ nhào ném bom, buộc các tàu Mỹ phải rút lui. Người Ukraine cũng nắm rõ việc quân đội Nga đã tăng cường lực lượng tới Crimea và khiến cho trong suốt 8 năm đó, cụm quân Nga ở đây là cụm quân có mật độ tập trung lớn nhất, sẵn sàng chiến đấu cao nhất trên toàn nước Nga. Các sĩ quan giỏi nhất của quân đội Nga đã được thử thách tại Syria, như tướng Dvornikov Surovikin khi trở về cũng phục vụ tại đây. Người Ukraine cũng biết rõ là nếu như những người đột phá tuyến kiểm soát ở Donbass sẽ chủ yếu là dân quân Donbass, thì ở Crimea những người tấn công sẽ là các đơn vị tinh nhuệ nhất của Nga. Tuy nhiên địa hình giữa Crimea và Kherson của Ukraine lại rất thuận lợi cho việc phòng thủ. Hình 2 cho chúng ta thấy bán đảo Crimea chỉ nối với đất liền của Ukraine bởi hai con đường độc đạo với biển và hồ lớn hai bên. Điều này khiến cho những người phòng thủ chỉ cần bịt chặt hai con đường này, vùng khoanh đỏ, thì người tấn công dù có mạnh hơn nhiều lần cũng khó vượt qua. Quân Đức vào tháng 6 năm 1942 đã phải trả giá đắt khi tiến từ đất liền xuống phía Nam qua hai giải đất này để chiếm Crimea. Hệ thống phòng thủ của Ukraine được xây dựng dựa trên lợi thế địa lý này. Nó được xây dựng liên tục trong 8 năm và được thiết kế trong một tổng thể, vừa phòng thủ đất liền trong trường hợp Nga tấn công, vừa vây hãm và làm giảm sức chống cự của Crimea trong trường hợp Ukraine tấn công tái chiếm bán đảo. Chính vì thế các hoạt động phá hoại hệ thống dẫn nước cho nông nghiệp và sinh hoạt, hệ thống cung cấp điện cho bán đảo được tiến hành và các tuyến đường giao thông đã bị triệt hạ để cô lập. Thế nhưng vào tháng 2 năm 2022, trong khi tất cả thế giới chú mục vào các cuộc livestream của Zelensky và đếm số xe tăng bị nông dân Ukraine bắt được gần Kiev, thì quân Nga đã vượt qua toàn bộ tuyến phòng thủ này. Nếu chúng ta tìm kiếm các hình ảnh video của mặt trận phía Nam Ukraine, thì chúng ta sẽ chủ yếu thấy hình ảnh các đoàn xe quân sự Ukraine bị tiêu diệt trên đường, các căn cứ quân sự, phòng không, không quân bị đánh tan, các khu căn cứ với vũ khí, trang thiết bị quân sự bị bỏ lại do quân Nga tiến quá nhanh. Trong khi chúng ta mải theo dõi các câu chuyện giật gân trên truyền thông phương Tây, thì Melitopol rồi Kherson đã mất về tay quân Nga mà gần như không phải chiến đấu. Tại sao như vậy? Tại vì các đơn vị của Ukraine bị đánh tan ở tuyến phòng thủ đối diện với bán đảo Crimea ở phía Nam. Cuộc hợp vây các lực lượng tinh nhuệ nhất, gần như toàn bộ các đơn vị thủy quân lục chiến và các đơn vị dân tộc cực đoan Azov của Ukraine tại Mariupol là minh chứng rõ nhất cho sự sụp đổ của cánh quân phía Nam của Ukraine. Từ Zhankoy, điểm xuất quân của quân Nga trên bán đảo Crimea
tới Mariupol là 365 km. Từ Maximov, thị trấn Nga gần Mariupol nhất từ hướng đông tới thành phố này là 60 km. Quân Ukraine ở Mariupol đã cầm chân được quân Nga trong khoảng cách 60 km này trong suốt một tháng, nhưng cuối cùng lại bị hợp vây bởi cánh quân của Surovikin từ phía nam lên sau khi vượt qua quãng đường dài gấp 6 lần, tức là 365 km. Cũng lực lượng này của Surovikin sau khi tiêu diệt quân Ukraine ở Mariupol đã tiến lên phía đông bắc cùng với cánh quân trung tâm của Lapin chiếm Severodonetsk và Lysychansk, đánh dấu kết thúc giai đoạn 2 của cuộc chiến. Toàn bộ các thành công này ở phía nam với các thiệt hại nặng nề của Ukraine không được thế giới biết đến vì sự sụp đổ diễn ra quá nhanh. Và ở khu vực này không có các phóng viên phương Tây do họ tập trung ở mặt trận Kiev. Về phía Nga, họ không công bố nhiều hình ảnh vì vào giai đoạn này, mục tiêu của họ là duy trì hình ảnh một chiến dịch quân sự thành công, ít đổ máu, một kịch bản Crimea 2014 phiên bản 2022. Đến lúc này, bạn có thể thấy rằng ở giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến từ tháng 2 năm 2022 tới khi Mariupol bị bao vây hoàn toàn vào ngày 18 tháng 3 năm 2022 bởi cánh quân từ Crimea lên của Surovikin, 77.000 quân Nga chiếm gần 80% lực lượng của họ đã tiến hành một chiến dịch chiến tranh chớp nhoáng thực sự. Ở đây không có bất kỳ một kiểu chiến tranh lịch sử, chiến tranh với bàn tay đeo găng. Kết quả của cuộc tấn công này là quân Nga đã nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng thủ cô lập Crimea mà gần như không gặp tổn thất. Việc cụm quân phía Nam bị đánh tan khiến Ukraine mất Kherson, thành phố lớn đầu tiên bị mất về tay Nga một cách nhanh chóng. Tiếp đó là Melitopol, thành phố chiến lược với toàn bộ hệ thống đường sắt, đường bộ nối Crimea với Donbass chạy qua đó, bị mất mà không có đánh lớn. Suốt từ tháng 11 tới nay, sau khi Nga rút khỏi Kherson, Melitopol chính là thành phố mà truyền thông Ukraine luôn lải nhải rằng cuộc phản công tới của họ nhắm tới. Và nếu thành công thì sẽ cắt đôi giải đất nối giữa Donbass và Crimea. Thế nhưng vào đầu cuộc chiến, dù với tính chiến lược như vậy, nhưng quân Nga không phải đánh lớn cũng chiếm được. Tiếp đó là Berdyansk, nơi sau này người Nga biến thành một trung tâm vận chuyển đường biển cho quân đội Nga. Và cuối cùng là Mariupol, trung tâm chỉ huy cuộc vây hãm Donbass trong suốt 8 năm và là nơi cáo chung của các lực lượng tinh nhuệ nhất của Ukraine vào thời điểm nổ ra chiến tranh, là lực lượng lính thủy đánh bộ và lực lượng cực hữu Azov. Cùng với đó là sự cáo chung của hải quân Ukraine và một phần lớn lực lượng không quân. Tất cả những điều trên chúng ta đều không nhìn thấy trên truyền thông. Tuy thông tin về chiến dịch ở phía Nam đến giờ vẫn không được công bố rộng rãi, nhưng chúng ta thấy rằng 2 trên 4 tổng tư lệnh quân Nga ở Ukraine là các vị chỉ huy các trận đánh ở đây. Đó là tướng Dvornikov, tướng Surovikin. Dvornikov là người đã hạ thành công Severodonetsk và Lysychansk. Ông được thay thế bởi Zhitko, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Nga. Sau khi trận hạ thành Lysychansk, ông muốn tiếp tục tiến hành chiến tranh triệt để, còn Putin muốn bước sang một giai đoạn đàm phán hòa bình lần 2 thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Người thứ hai là tướng Surovikin, người đã thay tướng Zhitko sau cuộc rút lui tại Nam Kharkov và là Tổng chỉ huy quân Nga ở chiến trường Ukraine cho đến khi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov thay thế. Sẽ có nhiều người cho rằng Surovikin đã bị thất sủng và đã bị thay thế bởi tướng Gerasimov. Tuy nhiên điều này thực ra lại mang lại quyền lực lớn hơn cho Surovikin. Tướng Gerasimov là Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang và là Thứ trưởng Quốc phòng. Ở hai cương vị này, ông có thể ra lệnh trực tiếp cho toàn bộ các quân binh chủng, hải lục không quân trên phạm vi toàn Nga và ở hải ngoại, lẫn việc đặt hàng và mua sắm vũ khí, vật tư chiến tranh từ các doanh nghiệp quốc phòng. Nếu như trước đây, khi Surovikin là Tổng tư lệnh quân Nga tại Ukraine, mọi yêu cầu của ông đối với cuộc chiến sẽ phải trình lên Bộ Quốc phòng Nga, rồi qua toàn bộ hệ thống hành chính quan liêu cho tới khi được thực hiện, thì hiện nay việc này sẽ không còn nữa. Và nếu Surovikin cần một lực lượng đặc công nước để đặt mìn các cây cầu ở Odessa, ông ta sẽ phải liên hệ với Bộ Quốc phòng để xin số đặc công này. Bộ Quốc phòng sẽ phải liên lạc với Bộ Tư lệnh Hải quân, rồi Bộ Tư lệnh Hạm đội Baltic và Thái Bình Dương để lấy người nhái từ các đơn vị này. Sau đó, để có tàu ngầm đưa lực lượng này đổ bộ, ông lại phải liên lạc với Hạm đội Biển Đen để họ thu xếp tàu. Nếu ông muốn một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa để đánh lạc hướng đối phương trong lúc người nhái tiếp cận, thì ông lại phải liên lạc với Bộ Quốc phòng để họ điều động lực lượng tên lửa mặt đất trên tàu của Hải quân và trên máy bay của Không quân để tiến hành. Và nếu như số tên lửa không đủ, ông lại phải thông qua Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Hậu cần để có thể lấy số tên lửa đó từ Kaliningrad hay từ Viễn Đông. Toàn bộ các quy trình đó giờ đây đã bị cắt bỏ
vì ông chỉ cần báo lên tướng Gerasimov và ông này, sau khi nhận yêu cầu với tư cách là tư lệnh mặt trận Ukraine, sẽ dùng tư cách thứ trưởng quốc phòng để yêu cầu tên lửa và tổng tham mưu trưởng để điều động quân đội, hải, lục, không quân. Do đó, với cơ chế này, quyền lực của tướng Surovikin được mở rộng rất nhiều và về cơ bản, ông có quyền huy động hầu hết các lực lượng của Liên bang Nga, trừ lực lượng hạt nhân cho cuộc chiến, đúng như lời Putin nói là nước Nga sẽ dành mọi thứ cần thiết cho quân đội tại Ukraine. Như vậy, tóm lược lại vấn đề là trong 2 tháng đầu tiên của cuộc chiến, trái với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ rằng Zelensky đã lừa được Nga vào trò chơi đàm phán để câu giờ, thì thực tế người Nga một mặt tham gia nhiệt tình vào cuộc chơi đó ở mặt trận Kiev, một mặt khác đã tiến hành một cuộc chiến không khoan nhượng, không lịch sự chút nào ở phía Đông và phía Nam. Với 15% lực lượng ở mặt trận Kiev, họ đã khiến phương Tây trong giai đoạn đầu hoảng hồn tới mức mở cửa cho Tổng thống Zelensky chạy trốn. Họ đã làm cho Kiev hoảng loạn tới mức ngay ngày thứ hai của cuộc chiến đã xả đập cho nước tràn ngập các khu dân cư. Việc ngập lụt này kéo dài đến tận cuối tháng 3 năm 2022. Để chặn bước tiến của một đạo quân không quá 15.000 người trên một khu vực 30.000 cây số vuông. Nói nôm na về một đội quân số là cứ người Nga cử 4 lính vào quận 1 của Sài Gòn thì Zelensky cho xả lũ để ngăn chặn. Trong khi đó ở phía Đông và phía Nam, 80% lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng vượt qua các tuyến phòng thủ được xây dựng trong 8 năm và chiếm một loạt thành phố quan trọng. Tiêu diệt những lực lượng nòng cốt nhất của Ukraine trên bộ, trên không và trên biển. Nếu chúng ta, những người bình thường không biết điều này, thì lãnh đạo phương Tây có biết không? Tôi tin chắc là Zelensky, lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp và Đức đều biết rõ những điều trên. Tuy nhiên họ không nói ra vì nó không hợp với mục đích của họ. Sau khi thấy đảo chính không xảy ra và quân đội Ukraine chiến đấu, họ đặt ra mục đích cho Ukraine là đánh quỵ quân Nga, chứ không phải là đạt được hòa bình. Và với mục tiêu như thế thì họ lờ đi câu chuyện ở phía Đông và phía Nam mà chỉ tập trung tuyên truyền cho mặt trận Kiev. Về phần Nga, Putin hy vọng rằng sau khi các cánh quân miền Đông và Nam của Ukraine bị đánh quỵ thì Zelensky sẽ ngồi xuống đàm phán thực sự, chứ không diễn trò như trong 2 tháng đầu tiên. Lần này, Putin đặt kỳ vọng vào sự tỉnh táo của phương Tây trước tình hình chiến trường, sự môi giới của Thổ Nhĩ Kỳ và sự tỉnh táo của ban lãnh đạo Ukraine. Nếu đạt được thỏa thuận hòa bình vào lúc này, máu sẽ ngừng đổ cho cả hai bên. Tuy nhiên, các kỳ vọng này của Putin lại một lần nữa tan thành mây khói và cuộc chiến đi tới điểm không thể quay lại. Về những vấn đề này, chúng ta sẽ bàn ở sau.